thích việc chơi những con Equa mà đỉnh top thì chơi những con này. Em chào các bác nha, em mới về được một con ADC SS2 rất là mới và em để giá rất là tốt để các bác mình sở hữu nha. Em này thì các bác thấy rồi, hai đồng hồ vô và hai volume, sexy là 7 màu, tem cờ còn nguyên hết. Này các bác cùng xem độ mới từ cái quai này. Hàng mạng về nha các bác. Như mới luôn. Nhìn những cái volume này các bác. Ánh kim lên luôn. Mở vé thì nó sẽ có 2 4 6 8 10 12 cần nha. Hai đồng hồ vô 7. Này các bác thấy mới kinh chưa? Em chào các bác, con này cho bác nào nhanh tay nhất là 6,5 triệu nha, 6,5 triệu mới tinh SS2. Các bác biết chất lượng của những con ADC rồi. Đây, nó mới nè các bác. ADC thì đặc trưng của nó là rất là mạnh, nảy tiếng. Các bác mà năng tiếng bass mid chat thì chơi những ADC là hết bài luôn. SS2 bass in da băng, xuất cho thị trường Mỹ, điện 120V, các bác cắm điện 100 đến 120 nha. Có hai đường ra, hai đường vào. Đó là mới tinh nha các bác. Còn như đập hộp ấy. Mới khiếp luôn. Các bác nhìn những cái cần gạt này. Tất cả là hoàn hảo hết nha các bác. Về các bác chỉ việc cắm đúng điện từ 100 đến 120 và sử dụng thôi. Các bác nào cần một con Equa để mà nảy tiếng bass mid chat mình canh chỉnh và mình có thể can thiệp sâu vào âm sắc thì liên hệ cho em, tầm 6,5 triệu thì bê ngay em này. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Độ mới độ zin của nó thì không cân bằng nha các bác. Bên em là bán hàng là tất cả bao zin và cơ bản những con này về nó mới quá hoặc là nó kiểu thiếu mũi hộp xốp quá. Liên hệ cho em 9 có 2 số điện thoại trên, nếu chỉ còn đủ em sẽ bớt thẳng vào giá trị sản phẩm là 200.000, còn 6,3 triệu là chỉ không đủ, còn cọc tiền các bác cọc khoảng 1 triệu trở lên, cọc tiền thì vẫn giá 6,5 triệu nha các bác. Cọc 1 triệu thì các bác nhận hàng và thanh toán là 5,5 triệu. Hay là hai số điện thoại chính của em này. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh nha để luôn được cập nhật những video mới nhất. Vâng, em chào các bác, đây là con ADC SS3IC nha các bác, cũng dòng khủng long bào chúa. Em này có trang bị là 4 cái volume để các bác chỉnh đèn tia và là volume chuyển kết rất là đẹp, nhìn nó gọi là gần như mới luôn các bác. SS3IC nha, một trong dòng equalizer top của hãng ADC. Đây các bác, SS3IC Wood A. Đường tín hiệu vào thì nó có gồm 3 in và 3 out nha. Con này giá 13 triệu nha các bác, 13 triệu bao gồm phí ship nha. Như mới luôn. Đây gồm 2, 4, 6, 8, 10, 12 cần và một cần volume tổng, là 2 kênh và những cần chỉnh tần số phía dưới nữa nha các bác. Đây là 4 volume. Các bác nhìn độ mới của nó này. Đây là những chỗ các bác nha, tín hiệu và căn chỉnh volume bắt nguồn. Điện là 100 đến 120V nha các bác. Đây là hai cái volume tổng cho hai phần kênh này. Bác nào có tài chính thì mình chơi những con này nha, đỉnh cấp luôn. Nói về Equine Mỹ thì ADC là một trong dòng hãng nổi tiếng nhất rồi. Và những cái con Equine top như con SS3IC này, công suất lên tới 30W nha. SS3IC rất là nổi tiếng, được rất là nhiều các bác chơi hàng khủng sang lùng nha. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt chút đỉnh và trăm, đỡ tốn tiền phí thu hộ thôi. Còn cọc tiền thì các bác cọc giúp em khoảng 1 triệu trở lên nha, khoảng 10% ấy. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong nha. Máy thì đẹp len keng rồi. Đây là hai số điện thoại chính của em nha. Đây là cấu hình bên trong của con SS3IC. Các bác sẽ thấy một cái cấu hình như một rừng linh kiện luôn các bác. SS3IC sở hữu một là cấu hình khá là ấn tượng đấy các bác. Rất là mới. IC xử lý âm thanh hầu như là gần như mới, không thiếu mũi hộp xốp luôn. 7 màu luôn nha. Đây là mít xốp này, mút này còn nguyên luôn. Các bác thích việc chơi những con Equa mà đỉnh top thì chơi những con này.
hệ thống mà nâng tiếng cũng như là phần chỉnh xử lý bass chép nó rất là chi tiết và nét âm thanh cho ra rất là tuyệt vời. Các bác nghe nhạc CD hoặc là nghe nhạc nguồn nhạc trên mạng thì cần có những con EQI này để xử lý âm thanh, để tăng cường thêm nha. Nó sẽ khiến chất âm nó sẽ trở nên là chi tiết hơn và sạch hơn nha các bác. Nó gọi là lọc âm á, lọc tiếng. EQI Laser, lọc xì SS3EC của hãng ADC Mỹ.